Chào các bạn, mình đang đứng ở công trình nhà anh Nam ở dưới Củ Chi. Thì đây là trong cái khu mà biệt thự đơn lập đó. Thì nhà anh Nam cũng phải xây theo cái mẫu biệt thự ở trong cái khu này. Thì khu này thì rất là thoáng và rất là yên tĩnh, rất là đẹp. Hôm nay cái công trình của mình á đang làm tới cái công tác mà cốt pha của cái mái rồi. Bởi vì cái mái này là mái bê tông nhưng mà dán ngói trên, nên là mình phải đổ toàn bộ bằng mái bê tông hết. Quy mô nhà đây là một trệt, một lầu và một hầm mái đó, cộng thêm cái mái bê tông nữa. Thì bây giờ mình vô cái tham quan công trình của mình. Nguyên cái sàn mái là mình cũng đúc bằng sắt 10 hết, các bạn thấy không? Đúc sắt 10 hết, công trình thì mình sử dụng sắt 10 toàn bộ. Thì các bạn nhìn nó rất là thẳng và rất là đẹp. Nó đây là đá xanh này, đá xanh này. Đây là mình để mình đổ các cái công tắc cột đó. Đây là cát nữa. Cát dưới đây được cái là cái cát nó rất là vàng, rất là đẹp, các bạn nhìn thấy. Rất là vàng, rất là đẹp luôn. Cát này là cát giống như là cát mình mua được cái cát rất là đẹp. Ở dưới đây này. Đó thì cái công trình này của mình ấy thì giống như các công trình khác thôi. Thì toàn bộ cái sàn là mình đổ bê tông sàn toàn bộ, cái thằng trệt hết. Nên là các bạn nhìn thấy là cái sàn nó rất là đẹp. Đó. Đây là cái biệt thự nằm ngay lô góc hai mặt tiền đấy, các bạn nhìn thấy là ở đây chỗ cửa được tới ba mặt tiền lận. Đó. Mặt trước, mặt hông và cái này là cái mặt sau nữa. Mặt sau này nó còn dài ra đằng sau thêm 6 mét nữa. Thì đấy là cái khu mà để mình ngồi chơi, mình uống nước đằng sau nữa. Đó. Đó, phòng khách xong tới cái khu phòng bếp này, các bạn nhìn thấy, đây phòng bếp. Và kết nối ra 6 mét này, phía bên đây là cái khu mà cái nhà mát ở đây này. Đó, còn đằng sau này nó còn có một cái khu này là cái khu sân sân để xe này, các bạn nhìn thấy. Thì tất cả là khi mình làm mình đổ bê tông hết toàn bộ, từ ngoài sân, vô trong nhà ra tới sân sau luôn. Đó. Thì đây, đây là của cái khu bếp này, thoát nước của bồn rửa chén này. Cái lỗ này là cái lỗ của cái thang máy này. Thì mình sử dụng hai thang máy này nên cái hố bít của nó không có sâu lắm. Hố bít này có 6 tấc thôi. Đó. Thì nước này đang chảy thì là cái bên trên mái á, là cái phần đấy là mình mới xây xong. Thì những cái phần mà mình mới xây thì mình cần phải bảo dưỡng nó. Thì mình tưới khoảng 3 tới 4 ngày để cho cái gạch nó no nước, cũng như là cái hồ nó được no nước, nó mới phát triển cường độ, nó mới cứng được. Đó. Thì mình cũng đang tưới bên trên đó. Thì dưới đây thì nó không cần phải tưới nữa. Đó. Rồi, đây là cái khu vực phòng khách này. Đó, phòng khách. Đổ mấy cái đài đánh tô là mình đổ liền hết luôn nha các bạn. Đổ liền hết từ đây qua đây luôn. Đó. Đổ liền hết như vậy ấy, cho nó công trình cho nó cứng. Chắc nó khỏi hiện bị nứt. Đó. Còn mấy cái đố cửa này sau này mình sẽ đã chừa cái thắp dâu rồi, sau này mình sẽ đổ mấy cái cột kẹp á. Giống như các công trình khác á, mình đổ cái cột kẹp bê tông á, nó nằm ngay chỗ này nè. Đây mình chừa cái thép râu nè. Mình sẽ cấy hai sắt 10 đây, mình sẽ đổ cái cột kẹp ở cái má này. Thì những cái cửa lớn của mình á, mình đều chừa thép râu để mình đổ các cái cột kẹp đó. Thì mục đích của nó để cho nó chống nứt thôi các bạn. Đó. Chống nứt thôi. Đây mình cho các bạn xem. Đây mình chừa tất cả chừa sắt râu này. Để mình khoan cấy hai cái sắt 10 đây rồi mình đổ cái má bê tông, cái cột bê tông ở đây. Và bên đây cũng đều đổ hết. Đó. Thì cái đấy thì cái giải pháp của mình để cái công trình mà cho nó hạn chế các cái vết nứt có thể xảy ra ở các cái đố cửa. Đó. Mục đích cho công trình chất lượng thôi. Nó tốn hơn nhưng mà tất cả các cái đố cửa chính là mình đều đổ bê tông hết. Đây là mình chưa có đổ. Còn những cái đà trên thì các bạn nhìn thấy. Đó. Tất cả là mình đổ cái đà lớn luôn. Và đà dài luôn. Nó kết nối nó dài luôn. Các bạn nhìn thấy. Nó dài hết luôn. Thì như vậy để cho cái phần đà đánh tô bên trên cho nó cứng chắc á. Sân bên hông này nó rộng 2 mét và cộng thêm cái vỉa hè 2 mét nữa. Thì cái khu này là khu biệt thự nên là cái khu này mình sẽ không xây hàng rào. Sau này mình sẽ trồng hoa xung quanh này, bởi vì cái vỉa hè này là cái vỉa hè người ta cho phép trồng hoa, trồng cây này. Đó. Và 2 mét cái khoảng này là cái khoảng mà cái hành lang đi xung quanh cái nhà. Được cái hay là tất cả mọi nhà đây không có ai mà làm cái hàng rào hết. Chỉ làm cái hàng rào nhẹ nhẹ như vậy thôi.
Đó thì các bạn có thể nhìn toàn khu. Nhà này đang nằm ngay chỗ cái ngã ba luôn. Đó. Đó thì bên dưới của mình á thì mình chỉ làm hai công năng thôi. Một công năng là phòng khách, một công năng phòng bếp, một cái nhà mát đằng sau và một cái nhà xe ở đi phía đằng sau này luôn. Đó, cái nhà xe này có thể đậu được hai chiếc ô tô rất là rộng nha. Đó. Thì tất cả các sát hàng rào đây là mình đang chừa lại này. Đó. Chừa lại để mai mốt mình làm cái nhà mát với cái nhà xe đằng sau này. Đó, thì các bạn nhìn thấy. Lô đất này cũng tương đối dài. Nhưng mà mình xây theo cái nhà mẫu thôi thì các cái nhà nó phải xây kích thước nó bằng nhau đó. Thì cái này nó có một cái ở trên lầu, các bạn nhìn thấy là nó có thêm một cái ban công ra 1m6 lận các bạn. Một cái ban công rất là rộng. Đó. Nhà này vừa có được ban công trước vừa có được ban công sau. Thì cái này nó thuộc cái nhà mẫu rồi. Thì khi mình thiết kế thì mình cũng chỉ có đề co lại nhẹ thôi, là các cái kích thước cửa thôi. Và màu sơn, màu ngói thì phải theo cái mẫu của dự án luôn. Nên là ở đây các bạn có thể thấy các cái nhà gần gần giống nhau. Mình chỉ có làm cửa to, cửa nhỏ để làm sao cho cái nhà mình nó có một cái phong cách này nó khác biệt một xíu. Với cả nó hiện đại, nó tây hơn thôi. Thì mình thiết kế là hai cái cột. Hai cái cột giữa này vừa đỡ nó đỡ cái dầm cầu thang luôn. Vừa để giảm cái nhịp cho cái cột của cái nhà của mình, cho cái dầm của nhà mình. Nên là cái dầm nhà này chỉ có làm cái dầm là 200-400 thôi. Cái tường này thì mình đang làm cái đè của nó là đè 200 luôn. Nên là cái tường này mình xây cái tường 200 luôn. Mục đích xây tường 200 này thì để nó không có lòi đè này các bạn. Cũng là biệt thự thì mình cũng xây tường 200 luôn. Thì các bạn sẽ thấy là cái chỗ này nó không có lòi cái cạnh đè ra. Thì cái nhà rất là đẹp. Đi nó không bị vướng vai mà không bị đóng bụi. Đó. Thì các bạn nhìn thấy nó đang liền lạc luôn. Thì đối với một số cái nhà phố thì mình có thể là cái nhịp ngắn thì mình có thể là thiết kế bằng đà kẹp và đà 10 cũng được. Để mình làm giảm cái đỡ mất cái diện tích chiếm chỗ của cái đè này này. Làm cho cái cầu thang của mình á, nó rộng ra thêm được 10 phân nữa. Cái vị trí mà mình làm á, mình nghiên cứu được các vị trí hay nứt nữa là vị trí hai bên cái hông cầu thang này này. Nên là khi mà đổ bê tông xong là mình bắt xếp cái gạch này cho nó dính ở đây luôn này. Đó, thì mình để ý rồi, cái cách mình làm mình xếp gạch cho nó dính vô trong cái bê tông này luôn á. Thì khi mai mốt mình xây lên á, mình xây chèn lên á thì nó sẽ không bị nứt giữa cái dạ giữa cái đè này. Bởi vì hai cái đè này sẽ xây sau. Xây sau thì khi mà chúng ta xây lên 1m5 thì chúng ta ngưng và chúng ta xây lên tới gần đụng cái đỉnh á thì chúng ta phải chừa lại 3 tấc cho cái tường nó khô, nó cứng đi. Ngày hôm sau chúng ta mới xây chèn. Đó. Và những cái tường mà dưới 3 mét thì chúng ta có thể chèn một hướng được. Nhưng mà những cái tường mà 4 mét trở lên chúng ta phải chèn hai hướng. Thì nó sẽ hạn chế được cái việc mà nứt ngay cái chỗ các cái tiếp giáp giữa cái bê tông và cái tường gạch này. Đó. Và thêm một cái kinh nghiệm nữa. Mà để cho nó hạn chế cái độ rung, độ võng ở đây ấy, thì đối với sắt ở đây này. Thì chúng ta nên là đi theo hai phương luôn. Mấy cái trên và mấy cái dưới nó đi theo phương thẳng luôn. Chúng ta đừng có cắt sắt thì cái dầm sẽ tốt hơn, ổn định hơn và tránh rung thì nó sẽ hạn chế được cái việc nứt hai bên đè cầu thang. Thì đấy là cái kinh nghiệm của mình. Một số công trình mình nứt là mình đã nghiên cứu được và mình làm thì nó sẽ không còn bị nứt nữa. Đó. Đây thì các bạn thấy mình đang đứng ở lầu 1 này. Lầu 1 ở trên đây á thì mình cũng chia thành hai phòng ngủ, các bạn nhìn thấy. Phần âm là mình đóng giật cấp xuống là mình giật cấp xuống 5 phân này. Để mình cái phần âm là cái phần của cái sàn của nhà vệ sinh á, nó lệch cốt so với cái sàn nhà này. Đó. Thì các bạn nhìn thấy, đó, đây là cái khu nhà vệ sinh. Đó, vì ở đây có hai khu nhà vệ sinh. Cái khu vệ sinh này nó dùng cho cái phòng đằng sau. Phòng đằng sau nó ngang hết 8 mét luôn. Đó. Và cái chiều sâu này là nó là 5 mét này. Đó, thì các bạn nhìn thấy. Đó. 5 8 40 mét luôn. Nên là cái phòng đằng sau này nó cũng rất là rộng, rất là mát, các bạn nhìn thấy. Cửa view kiếng bốn cánh rất là rộng. Bên đây là một cái cửa chính cũng rất là rộng, các bạn nhìn thấy không? Nó ra cái ban công đằng sau. Đó. Và trong đây là cái khu này là cái khu vừa là chỗ sofa, vừa là phòng trang điểm, phòng thay đồ. Ở đây view hai mặt tiền thì các bạn nhìn thấy. Bên hông cũng có hai cái cửa rất là lớn, rất là dài. Đó, thì mình thiết kế là mục đích là mình thiết kế cái cửa nó dài này này. Nhìn cho cái nhà nó thoáng và cho nó hiện đại. Đó, hai cái cửa bên hông. Và một cái cửa chính mặt tiền. Cửa này là cửa đi ra cái ngoài cái ban công này. Đó. Ra ngoài cái ban công này. Đó. Đây cửa ra ngoài ban công. Cửa này nó rộng tới 2 mét lận. Đó. Và hai cái đố hai bên thì mình cũng chừa sắt dầu để mình sẽ đổ hai cái cột bê tông hai bên này này. Bên đây một cái cột bê tông, bên đây một cái cột bê tông.
mình cấy 2 x 10 mình đổ là đủ rồi. Đồ cái cột kẹp á, nó khoảng dày khoảng 10 phân, nó rộng 20 phân bằng cái đốt cửa này. Thì khi mình làm thế thì mình sẽ thấy là công trình của mình nó không còn bị nứt nữa, bởi vì mấy cái mé cửa đây này. Đó. Đây ra ngoài ban công. Đó thì các bạn nhìn thấy. Ban công đây thì mình cũng đổ 2 cột hai bên rồi. Thì chắc tất nhiên các bạn đổ cột rồi, các bạn xây tường lên thì không thể nào mà cái mé tự do này nó nứt được, bởi vì nó là cái cột bê tông rồi. Đó, khu bên trong này là mình xây một cái vệ sinh cũng âm xuống 5 phân rồi các bạn. Đó. Thì tất cả ống đây các bạn không nhìn thấy cái đường ống đúng không? Không nhìn thấy đường ống bởi vì á, cái này khi mà mình xây vệ sinh xong á thì mình mới căn chỉnh, mình mới khoan lõi để cho các cái vị trí phễu thu sàn cũng như là vị trí bồn cầu nó nằm đúng các cái vị trí của nó không có bị lệch, thì cái vệ sinh của chúng ta nó sẽ đẹp hơn. Và khi đấy thì chúng ta chống thấm nó với đúng cái tiêu chuẩn thì nó sẽ bền chắc cái công trình của mình. Đây là cái tầng áp mái. Đó. Tầng áp mái thì đây. Cái khu này á, là một cái khu ngang này để thờ này. Khu đi ra ngoài sân thượng. Đó, thì các bạn nhìn thấy là cái chỗ này là người ta thiết kế là cũng vừa đủ cho mình đi. Nó không bị đụng đầu. Đó. Đây cái phần ban công ở trên cái sân thượng này. Đó. Đây là cái phần bên ngoài của cái sân thượng này, các bạn nhìn thấy. Đó. Thì trên đây thì nó chỉ có một phòng ngủ thôi. Đó. Cái sân thượng này nó vẫn có ban công. Và bây giờ mình đang làm cái công tác mà đổ cái bê tông mái á, thì các bạn thấy thì mình đang làm cái hệ sắt, hệ đè của cái mái này. Đó. Thì làm tới công đoạn này thì mình dự tính là khoảng 5 ngày nữa thì bắt đầu mình mới đổ được cái sàn mái này. Khoảng thứ tư á, thì hôm nay là ngày thứ 6, thì khoảng thứ tư là mình sẽ đổ được cái sàn mái này. Đó, mình đang làm các cái công tác cốt pha này, các bạn nhìn thấy. Đó. Các bạn có thể coi qua một vòng. Đó. Thì ở đây họ bắt cái cao độ là phải chiều cao nó phải giống nhau, nên là khi mình làm mình cũng phải căn cái nhà bên cạnh á, để mình làm hết á, để chiều cao nó phải giống nhau, phải đúng chiều cao thì mình hoàn công nhà mới được. Đó. Đó. Đổ hết như thế này. Thì những cái ngôi nhà biệt thự thì nó đắt cũng một phần là do cái mái này nó dùng mái đổ bê tông hết, nên là cái chi phí nó sẽ mắc hơn so với mình lợp ngói không. Đó. Nhưng mà đổi lại là mình tận dụng, mình sử dụng được luôn cái phần hầm mái này, nó trở thành phòng ngủ của mình luôn. Đó, mình có thể làm kho, làm phòng thờ cũng được nữa. Đó. Rồi. Lên tới cái phần hầm mái rồi. Nó còn có cái một cái phần mà cái sân sau nữa nè các bạn. Phần sân sau nữa, đây. Phần sân sau này là cái phần mà có thể các bạn có thể là đặt giặt phơi hoặc là đặt bồn nước hoặc đặt cái cục nóng của máy lạnh. Máy lên ngoài trời. Đặt hết ở cái khu sau này. Đây là cái khu sau này. Đó, khu sau các bạn có thể làm kho này, phơi này, đặt bồn nước các thứ làm hết ở đây. Thì các bạn thấy nhà người ta cũng làm y chang vậy. Đây này. Đó, người ta cũng đặt bồn nước máy năng lượng đây này. Thì nhà mình á thì cũng y chang như vậy. Đó. Đây là biệt thự liên kế chứ không phải là biệt thự song lập. Thì ở đây có được một cái là mình rất là thích ở đây là nó có 2 cái sông luôn, một cái sông nhỏ chạy dọc cái nhà này mà một cái sông lớn, cái sông Sài Gòn luôn đó. Nó chạy ngang đây, nó cách ở đây khoảng 100 m là nó có một cái con sông lớn. Nên là ở khu này nó rất là mát. Nên là chủ nhà cũng chia sẻ cho mình là khi mà anh tới được cái khu đất này thì anh chọn khu này để anh ở, anh nghỉ mát. Thì anh rất là thích. Đó. Nên là anh cũng chọn công ty của mình để xây cho anh được một cái căn nhà mơ ước như vậy. Thì mình mới giới thiệu cho các bạn về cái căn nhà mình đang xây trong cái phần thô. Để mình đi tham quan là mình quay phim mình chia sẻ cho các bạn luôn. Đó, để cho các bạn coi, các bạn có hình dung sơ bộ về cái công trình phải làm nó như thế nào. Đó, rồi mình chia sẻ tới đấy thôi. Thì có những clip sau thì mình sẽ quay, mình sẽ chia sẻ tiếp cho các bạn. Chào các bạn.